Đâu đâu đâu? Dê dê đây nè. Chúng tôi đang review lại cái không gian của nhà đại gia. Nhà đại gia bà Đạt. Đây là gia bà Đạt. Đâu? Đây là ốc sên à? Không vào. Ốc sên ném xuống đất đấy. Xuống nước đây. Đây là gọi là bới lông tìm vết. Dưa này là không leo. Dưa này nó lại nằm ra mặt đất này. Đâu chị đâu? Đấy con đi. Ốc sên. Nó ơi. Con đấy là ốc sên chết rồi. Nó nổ ơi. Đây đây đây, quay quay vạch vạch ra đi tìm ấy đi, tìm dưa đi. Vạch ra tìm dưa đi. Dưa này lại chơi leo mặt đất này. Đây, dưa đây, quả dưa đây. Không ngại nè. Đây. Đấy. Đấy. Dưa leo không leo, leo dàn, nhà ta leo dàn, nhà mình không leo dàn. Ui ơi. To nhỉ. Thế mà đơn không chạy mà đến chiều bác mới ra được là to trước đây này. Chị ơi. Trong đây có ăn sót à? Mất chỉ kém quá nha. Đừng con này, đứa này. Con nào để đến bà chiều là nó to thứ này. Dặm mà, chốc ơi. Ôi, cẩn thận bẩn. Ôi, trời, mấy nước kìa. À. Ướt dép đấy, ướt dép đấy. Ướt dép là mùi đấy. Đang đặt mưa đấy. Dừa chứ bác không để những cái cây này vì cái đồi nó nhỏ. Chốc về bảo bác quay điện thôi đông rồi. Vội gì lúc nào tiện hả? Lợ mấy trăm triệu. Ừ, cần bán. Bán ở vườn thì nó không bán vừa lắm. Lắm. Đây là mua nhà, mua đất. Thôi, mua đất. Mua vườn. Mua vườn cho này mình chuẩn bị. Vườn có từ vườn cam rồi. Đây là loại dưa lai to đúng không? Nhưng mà dưa này đẹp này. Ăn ngon không? Thơm không? Đây dưới chân. Dưới chân đây 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 có quả này. Bé, bé quá, bé quá. Con hai nữa. Đấy con vạch đi con tìm con hai. Kìa con kìa. Kìa kìa. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây này. Đây. Đấy. Gai không việc gì đâu. Nó ngứa đấy, ngứa chân đấy. Con ạ, bẻ đi, rứt đi. Vạch ra thì tí nữa vạch ngứa. Không, không cần áo, đây này. Đây, cần cái này. Thế thôi. Thôi. Thế không. Không cần hái nữa. Bỏ vào đây đi. Quả to thì nó sẽ không bị. Mọi người ơi. Quả này nó đổ xô nó dẫm vào dây dưa của bác. Đừng nuôi. Cái người thấy con bà này hỏng đấy. Con bà hỏng đấy. Nó không lên được nữa. Wow, quay có quả dưa to thế nhỉ. Ô bác xuống lượn rồi, dưới tận kia đúng. Đây đây, đây bác cầm. Đây đây, chúng tôi tiếp tục dẫn đoàn. Trẻ con đi hái dưa. Đây. Không sao ba bế qua. Quả này to chưa? Quả đấy không có khoan. Quả này hơi già. Quả này làm giống thôi. Quả này làm giống thôi. To quá luôn. Quả này nó phải to bằng của một số người. Quả này to bằng tay của con này. Quả kia kìa. Đây đây đây. Cẩn thận cẩn thận. Con hái. Con hái. Con để em gấu hái. Rồi. Để em gấu hái. Đây đây đây. Đây chúng tôi có một quả khá là to đây. Đâu đâu đâu. Đây. Đấy. Đây cho bà. Trong hết mình giẫm vào dây nữa nha. Mà đây nào. Đây đây này. Cho na một quả để đau khoe. Đóng chân đau ngã đi con. Cẩn thận đấy, không rơi nào chết. Chúng tôi không có gì ngoài điều kiện, ngoài trẻ con ra thì không có gì ngoài điều kiện là cây cối. Chị có ăn lên nha. Chị tôi con nha.
hồng này. Đây na, đây là cái na. Na na gì? Na Thái. Na Thái à? À, à na lai hồng. À đây, đây lai hồng đấy, hồng này. Có quả bé được vặt, được vặt. Quả bé. Chúng tôi đang bé tí xíu cũng được vặt. Chiến dịch là bới lông tìm vết. À đây. Ôi, quả ta, quả ta, quả ta. Hái đi, hái đi. Quên. Thích thì hái như thế này thôi, nhưng mà ăn thì chưa chắc. Tao, tùy. Ui. Đây, quả này mới không hái. Ở trong ruột nó không có đâu đẹp quá. Hái cái này bài. Rồi, bỏ một tối này. Chỉ một lúc thôi là không đẩy em xuống đấy. Đủ dưa ăn cho tối nay và ngày mai. Dưa này mới là dưa sạch. Dưa sạch đấy. Ôi, dưa bác thủy đi dép của Sơn. À thế à? Không biết dép của ai. Dép của Sơn, của anh Sơn, của robot mà. Đây, 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 đây. Wow. Đây nữa này, đây nữa này. Đây nữa này. Đấy. Đây cho chú nào vác đi. Đây, đây, để tôi. Vác hết rồi. Đây. Đấy mà bác sao tối mà bác không nhìn thấy quả đấy, nằm để giờ nó to quá đấy. Nhá. Thôi xong rồi. Thôi chúng ta quay về. Còn cái gì để bẻ nữa không, hay là ra vườn ngô kia kiểm tra ngô đang thời con gái? Đấy, xem nào còn quả nào nữa không, mai nó lại to tướng luôn. Chúng tôi đã quay về vườn ngô. Đây. À, ơi, nó dẫm dưa của bà. Con đi lên đây, con đi lên đây không dẫm vào dây nó dẫm ra. Chắc chưa? Đi. Đi, chúng ta đi về con nhắm được hả? Đây rồi, về nè. Đi tắm vào hải nhá. Đây rồi. Sau một hồi thu hoạch. Đổ dưa này vào đây đi. Chúng tôi lại chờ đây nhá. Bỏ ra. Thôi đừng đổ vào, để tí nữa cái túi đấy mình của nhà mình cầm về luôn. Không, đừng đổ vào. Thôi đừng đổ. Đổ tí nữa phải nhặt. Tí nữa lại phải nhặt. Đi. À, chúng ta lại đi về khu vực khác. Đi. Khu vực khác để hái được không hả bố? Hết rồi, còn đâu một khu vực khác. Mai nó lại khô. Nó lại phải cháy một lần. Khu vực cô chúng ta ngắm ngô, ngắm mít rồi về. Thôi ngắm, ngắm cái gì? Ngắm để vắt mà bố. Ngắm mít. Ngắm mít, ngắm mít. Có một cây mít sai quá, những cây kia chưa có. Cứ như bà có cái này đẹp. Này chỉ tầm 10 năm nữa, à 10 à đâu 5 năm nữa là chỗ này nhỉ. Đó là 10 cây 12 cây dừa dứa 12. Ôi kêu không ngay em ơi. Thôi nào nào thôi thôi thôi. Đây. Rồi con đỏ rồi. Đây đây đây. Nào nào nhìn đường. Ôi nào đi đi ra ra nhìn đường lên. Cẩn thận, cẩn thận. Đi đi, đi xếp hàng một đi đi. Là xếp hàng từng người đi một thôi, không được giải thế. Đây thế em Khoai. Khoai ơi đẩy ra cho nó nào. Con đi đan đan. Cái gì? Đây là cây mít của ai bà. Ai dạ, Panda ơi. Cây mít của bà. Bạch cho có không? Có, bà nhỏ. Bà nhỏ thôi đi. Thôi, để mai nó to con. Thôi. Đây là vườn mít của chúng tôi, thì vườn mít sẽ được thu hoạch sau. Vào xem. Đấy, vào xem đi. Sao ông đã vào xem mít của bà? Ông Chiêm. Ông Chiêm, cắn chiếc quả nào bề, không còn tẻ. Quả nào to chảy đây đây này, quả này to này. Wow. Đây, quả này chín rồi này. Wow, quả này nữa. À, ui, ai đấy? Không có việc gì cả. Có đây. Anh em ơi, quả này chảy sữa ra bay ngon rồi. Đây này, còn mấy quả đây này này. Chảy đấy, chảy đấy. Đấy là nhựa đây, thôi tránh ra đây, không bẩn quần áo. Chú Toàn kia, đây, Banda, vào đây. Đây, 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 Banda, vào đây. Bỏ, ở đây, túi kia bỏ nhà mình à. Đây, quả này luôn. Làm sao mà chúng mày đòi ra đây bà cho mày ra mau. Cái này phá này, phá tan vườn nhà bà. Chị cái đi đi. Thôi hết quả to rồi. Đi thôi. À vài năm sau về là sẽ có dừa để chọc. Yeah, cá dừa cá. Người ai thấy nhà bà ở ngoài ngoài chỗ đường này đẹp nhỉ? Nhưng mà ao ngoài vườn này đẹp. Kia chúng nội nhà mình đấy. Cả bên trận có ao. Chú Toàn ơi giới thiệu ít cá này, cá gì đấy? Đây là cá nuôi. Ao thì tôi rất là rộng. Có gì đấy? Không chết đâu. Chết rồi, chết rồi. Đi đi. Thôi được, thôi được. Đi đi. Vứt cho. Cho em với nha. Cái này mới trồng được 1 năm này. Đi đi, đừng đừng, con lại đừng nghịch. Lại bước qua đi. Bá vào đừng vứt ra. Trời ơi.
Toàn giới thiệu đi. Làm sao chúng tôi sẽ quay trở lại ngoài cái vườn đây thì có rất là nhiều cái loại hoa quả khác. Đây là toàn lãng quất hàng trăm tỷ thôi. Hàng trăm loại rẻ nhất này là 200 triệu. Vặt một quả mang về cho vui ấy. Và quả mang về cho vui. Còn lại là cái vườn bưởi và vườn nhãn, vườn gì nhỉ? Hoa rất là nhiều. Nhãn rất là nhiều. Nhà nhìn chung là nhà không có gì ngoài điều kiện là rất là nhiều trẻ con và vườn ao rất là rộng. Và hẹn gặp lại các bạn vào một buổi thu hoạch sau.